Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Yến ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Để được quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi ha. Đấy đẹp nè. Giá thì rất mềm ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho Yến ha. Ngồi đấy luôn. Rồi, chào chị. Dạ. Dán bay ha. Cây này bay quái nè cô chú anh chị. Chiều cao là 55. Mình thân là 17 rưỡi tới 17 nha cô chú anh chị. Cây này bay quái rất đẹp cô chú anh chị. Mã số 33 con giao lưu giá là 300.000. Rồi, 300. Mã số 34. Cây lục lục rất đẹp luôn. Chiều cao là 18. Mình thân là 17. Thì đến nơm sở dài rất đẹp nha cô chú anh chị. Cây 34 con giao lưu giá là 350. Rồi, 350. Không cao. Chiều cao là 79. Hôm nay ngay vị trí này em có chú. Hôm nay là 18 rưỡi, con tính 18. Nôm sổ ha. Nôm sổ dài luôn nha cô chú anh chị. Mã số 35 con giao lưu giá là 500.000. Rồi, 500. Mã số 36. Chiều cao là 67. Rồi thân là 17 rưỡi con tính 17. Đây cũng đến nơi luôn. Rồi mã 36 con giao lưu giá là 400.000. Thôi, 400. Mã số 37. Chiều cao là 53. Mình thân là 18 rưỡi tính 18 nha cô chú anh chị. Đến cậu to là thôi 350. Mã số 38. Cây này viết luôn nè cô chú anh chị. Chiều cao là 86. Hoành thân là 24 rưỡi, không tính 24. Đến bức đầu luôn, một nồi đế luôn nha cô chú anh chị. Mã 38 con giao lưu giá là 650. 600 có ngày cây đẹp. Mã 39. Chiều cao là 28. Hoành thân là 20. Mã 39 con giao lưu giá là 300.000. Rồi, 300 thôi. Mã số 40. Chiều cao là 55. Hình thân là 20 rưỡi, hình tính 20 nha cô chú anh chị. Mã 40 con
giao lưu giá là 450. 450. Mã số 41. Cái này to lắc để mà là đẹp. Chiều cao là 23. Thân là 20. Rồi mã số 41 giao lưu giá là 250. 250. Mã số 42. Chiều cao là 37. Bình thân là 22. Mã số 43 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 53. Mệnh thân là 21,5, con tính 21. Bậy đấy ha. Ơi, 300 thôi. Mã số 44. Chiều cao là 80. Bình thân là 18. Dán to lắc đẹp, tay chỉ cành đều luôn chứ chứ. Mấy bàn đều bắt đầu luôn. Rồi, 300. Mã số 45. Chiều cao là 50. Bình thân là 23,5, con tính 23 nha cô chú anh chị. Ngồi đấy ha. Rồi, 450. Mã số 46. Chiều cao là 59. Mệnh thân 14,5, con tính 14. Cây này đẹp quá. Hai trăm rưỡi. Mã số 47. Chiều cao là 81. Hai này còn to, tay chỉ cần đều. Bình thân 25. À, 600. Số 48. Chiều cao là 42. Thân 21,5, con tính 21 nha cô chú anh chị. Cây này rộng quá, ngắn này rất đẹp cô chú anh chị. Rồi mã số 48 con giao lưu giá là 300.000. 300. Số 49. Đây này, tay chỉ cầm đều luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Bình thân là 24,5, con tính 24. Nồi đấy ha. Lưỡi nhưng mà nó cũng sắp liền rồi nha cô chú anh chị. Một nồi đế luôn, cầm đế to lực luôn. Rồi mã 49 con giao lưu giá là 450. 450. Mã số 50. Chiều cao là 58.
Mình thân là 24 có hơn cô chú anh chị. Mã số 50 giao lưu giá là 400.000. Rồi, 400. Mã số 51. Chiều cao là 55. Mình thân 17. Rồi, 250. Mã số 52 cũng là mã cuối clip của con ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Chiều cao là 70. Con đang vị trí của ảnh đang nha cô chú. Hàng hoành thân là 21,5 con tính 21. Đây này quái lắm cô chú, không tích con cao gì cách tới đây rất đẹp nha cô chú anh chị. Đây quái ha. Mã số 52 con giao lưu giá là 300.000. 300. Là mã cuối clip của con ngày hôm nay, con rất mong các cô chú anh chị có thời gian xem clip của con, ủng hộ con cái cô chú rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho Diễn. Xin chào và hẹn gặp lại.